Xin chào các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 1 tập 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài luyện tập chung. Bài 62 trang 68. Viết các số từ 0 tới 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A viết là từ nhỏ tới lớn. Nào. Câu B là viết từ 10 đến 0. Như vậy là viết từ lớn tới nhỏ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bài số 2 tính 6 cộng cho 3. 9. 10. 3. 5. 1. 10. 8. 3. Bằng 3. 8, 5, 10, 0, 8, 3, bằng 9. Rất đơn giản, nhanh gọn lẹ. 9 đã trừ cho 1 bao nhiêu? Bằng 8. 8 đã trừ cho 5, 3. 2 ta cộng cho 6 là bằng 8. 8 là trừ 3. 5. Bài số 4. Viết phép tính thích hợp. Có 5 con thỏ thêm 2 con thỏ. Hỏi tất cả bao nhiêu con thỏ. Thêm là cộng. Thêm là cộng ha. 5 con thỏ cộng cho 2 con thỏ bằng 7 con thỏ. Này là số 7 con thỏ. Khá đơn giản. Mình nhớ nè. Thêm là cộng à. Thêm là cộng. Rồi bài số dưới, bài 1B. Có 9 cây bút chì, bớt 4 cây, bớt là trừ. 9 cây bút chì, trừ cho 4 cây bút chì, bằng 5 cây bút chì. Bớt là trừ, thêm là cộng. Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học tiếp theo. Xin chào các em.